Major General William, sir, with your permission, I would like to express my sincerest appreciation and admiration and respect in Vietnamese to veterans of the Republic of Vietnam and their families for the sacrifices and bravery during the war and the atrocity committed during the occupation against them. Kính thưa toàn thể quý vị, với chân thành cảm kích và lấy làm vinh hạnh có sự hiện diện của quý vị trong buổi lễ hôm nay, đặc biệt đối với những cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tôi xin thành thật có vài lời để tri ân họ qua sự hy sinh cao cả và chiến đấu dũng cảm, bất khuất và kiên cường để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ cũng như duy trì an ninh cho toàn dân trong suốt hơn 20 năm. Và đồng thời, tôi xin nêu lên niềm cảm phục của tôi qua sự kiên trì chịu đựng trong bao năm lưu đài khổ sai, khốn khổ và ly tan của các chiến sĩ cũng như gia đình họ sau cuộc chiến tranh. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn quý vị hiện diện hôm nay và kính chúc quý vị một ngày tràn đầy vui tươi và thoải mái.